Dạ thưa ông Năm, con thường nghe các sư giảng pháp nói cúng dường tam bảo, xây chùa đúc tượng là phước báo vô lượng, nhưng đức thầy thì lại dạy tín đồ trong sấm giảng là hãy giúp cho kẻ đói mới nhằm đến loạn ly khổ nạn khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng phật bự. Như vậy thì chúng con phải làm cách nào để mà tạo cái phước báo lớn vậy ông Năm? Dạ. Thường thường thì các chùa các sư cũng hay nói vấn đề cúng tư, cúng tăng, cúng chùa, phước báo vô lượng. Dạ. Thì xin thưa có cái điều này. Thí dụ như bây giờ, cái một vị chân sư tu hành chân chánh mà không có sự sống thì tu không được. Nhờ cái người cúng dường giúp đỡ cơm áo cho cái vị sư đó tu. Thì nếu người chân tu, tu thành công đắc đạo thì cái người cúng dường cũng có phước đức lớn chứ không nhỏ. Trái lại cái chùa nghèo hư sụp rách để cho các cái tượng Phật phải bị ướt át, hay người trong chùa không có chỗ nghỉ ngơi mà có cái người phát tâm để cúng dường giúp cho cái chùa đó đập lại được lành lẽ đàng hoàng thì cũng là có cái phước báo vô lượng. Còn trái lại vì cái sự muốn cho chùa cao Phật lớn, rồi bây giờ cổ động để xin tiền thật nhiều, cất cái chùa 500-700 tỷ đó, thì cái đó mình giúp vào đó, coi chừng chẳng những không có phước mà không có lợi. Vâng, tôi Dũng Thái kính chào tất cả vị, kính chúc cho vị có một buổi tối luôn luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm an lạc. Ngày hôm nay Dũng trở lại để thăm ông Năm và xin tịnh pháp của ông Năm. Thì con xin kính chào ông Năm. Dạ, thưa ông Năm, thì ngày hôm nay con đến đây để thăm ông Năm. Thì con cũng xin thay mặt các anh chị để thỉnh pháp của ông Năm, cũng mong ông Năm quan hỷ cho con nhé. Dạ, dạ. Kính thưa ông Năm, thì rất là nhiều bà con nhờ con hỏi ông Năm là pháp môn niệm Phật của Đức Thầy dạy cho tín đồ đó. Thì có người nói là niệm ra tiếng thì sẽ tốt hơn, vừa giúp được cho những phần âm và giúp cho mình. Còn có người thì nói là niệm nhép môi, nhép môi ông Năm nhẩm nhẩm miệng đó thì cũng tốt. Còn có người thì nói là niệm thầm ở trong tâm là tốt nhất. Vậy theo như ông Năm thì niệm Phật cách nào là đúng nhất vậy ông Năm? Dạ. Kính thưa quý vị, vừa qua cũng có ý kiến của nhiều người đồng đạo muốn hỏi về niệm Phật. Theo ở nhà chùa thì người ta dạy có bốn cách: cao thinh niệm Phật tức là niệm lớn tiếng, đê thinh niệm Phật tức là niệm nhỏ nhỏ đó, rồi kim can niệm tức là niệm hơi nhấp nhép miệng thôi, rồi mới tới mà trì danh niệm, tức là niệm cái danh hiệu của Phật. Cho nên nó nhiều cái cách niệm ở theo nhà chùa. Thành ra mình chỉ nói đại cương thôi chứ không có nói đủ cái chi tiết hết. Còn riêng á, Đức Thầy chúng ta là Đức Quỳnh Giáo Chủ thì Ngài nói thẳng là sự cầu nguyện hay niệm Phật chỉ niệm trong tâm đó. Tại sao phải niệm trong tâm? Là tại vì cái tâm của chúng ta là Phật. Nếu mà niệm trong tâm thì thành Phật. Lưu ý là cái chỗ đó đó. Còn niệm ngoài miệng, lớn tiếng hay vừa vừa hay là nhỏ tiếng, cũng đều là trì danh thôi. Mà trì danh nó có cái nghĩa là sao? Là kêu tên Phật. Chữ danh là danh hiệu, mà danh hiệu là tên. Mình niệm lớn lên Nam Mô Di Đà Phật là mình kêu tên Phật. Còn cái chữ niệm cho nó đúng nghĩa là cái chữ kim với chữ tâm gồm hai chữ kết lại mới thành một chữ niệm. Chữ kim là thời gian hiện tại ngay bây giờ, chữ tâm là cái biết. Tất cả chúng ta dù phàm dù thánh dù Phật tiên gì cũng vậy, nếu ngay bây giờ chúng ta nhận ra được cái biết của mình, dừng cái tâm ngay chỗ cái biết lặng lẽ trong sáng, không có tên tuổi,
không có tiếng tăm, không có hình bóng gì cả, như như bất động, lặng trang sáng rỡ. Đó là niết bàn tịch tịnh, là đường vô sanh. Chúng ta niệm như vậy thì chúng ta thành Phật. Kêu bằng niệm cái tâm Phật để rồi thành Phật, chứ còn niệm cái danh hiệu, dù niệm lớn hay niệm nhỏ hay niệm thầm, đều cũng là chưa đến cái chỗ cứu cánh giải thoát, và có thể trợ giúp cho những người sơ cơ để cố gắng tu hành, để tin tưởng rằng có Phật độ, mình niệm bật rước về cực lạc lặng mà mình ham tu. Chứ thật ra nó chưa phải là pháp môn cứu cánh vĩnh viễn, nó chỉ là pháp môn thông thường mà thôi. Còn pháp môn cứu cánh là phải thiền tâm, kiến tánh, nhận ra Phật tánh của mình, sống thẳng cái biết của mình, lặng lẽ sáng biết thanh tịnh, mới là niệm Phật, mới là tu Phật, mới là chứng Phật, mới là thành Phật. À, qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, con xin cảm ơn ông Năm. Dạ thưa ông Năm, con thường nghe các sư giảng pháp nói cúng dường tam bảo, xây chùa đúc tượng là phước báo vô lượng, nhưng Đức Thầy thì lại dạy tín đồ trong sám giảng là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm đến loạn ly khổ nạn khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Như vậy thì chúng con phải làm cách nào để mà tạo cái phước báo lớn vậy ông Năm? Dạ. Thường thường thì các chùa, các sư cũng hay nói vấn đề cúng tư, cúng tăng, cúng chùa, phước báo vô lượng. Dạ. Thì xin thưa có cái điều này. Thí dụ như bây giờ, cái một vị chân sư tu hành chân chánh mà không có sự sống thì tu không được. Nhờ cái người cúng dường giúp đỡ cơm áo cho cái vị sư đó tu. Thì nếu người chân tu, tu thành công đắc đạo thì cái người cúng dường cũng có phước đức lớn chứ không nhỏ. Trái lại, cái chùa nghèo hư sụp rách để cho các cái tượng Phật phải bị ướt át, hay người trong chùa không có chỗ nghỉ ngơi mà có cái người phát tâm để cúng dường giúp cho cái chùa đó đập lại được lành lẽ đàng hoàng thì cũng là có cái phước báo vô lượng. Còn trái lại, vì cái sự muốn cho chùa cao Phật lớn, rồi bây giờ cổ động để xin tiền thật nhiều, cất cái chùa 500-700 tỷ đó, thì cái đó mình giúp vào đó, coi chừng chẳng những không có phước mà không có lợi ích luôn. Là tại sao vậy? Là vì không có ông Phật nào đòi cái chùa cho lớn hết. Chính Đức Thích Ca bỏ đền vàng địa ngục đi tu, đành đạo rồi cũng không có cái chùa, tới chết văng võng trong cái rừng Thất Bát La, văng cái võng trên cội cây Ta La rồi viên thịt, không có cái chùa nào hết. Rồi bây giờ đệ tử Phật đòi hỏi phải cất cái chùa 600-700 tỷ, như vậy thì hoàn toàn là con không giống cha. Đệ tử Thích Ca khai họ Thích nhưng mà thật sự thì không giống Thích Ca chút nào cả. Đề tài này tôi cũng nói ngắn rồi, nếu nói thẳng ra thì sợ nó chạm đến nhiều người, người ta chấp hình tướng, người ta không hài lòng. Chứ thật ra thì mình chỉ nói chân lý thôi, chứ mình không có nói xuyên tạc ai cả. Dạ. Yeah. Dạ, xin cảm ơn ông Năm. Dạ, thưa ông Năm, Đức Thầy có nói là tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng săn trình đáo lai. Vậy con xin phép được hỏi ông Năm là có lần nào ông Năm đã gặp Đức Thầy đáo lai trở lại để mà gặp ông Năm, hay hoặc là những tín đồ nào trong tôn giáo đã từng gặp được Đức Thầy không Năm? Nhờ ông Năm kể lại những câu chuyện đó. Dạ. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân tình đáo lai. Nghĩa là Đức Thầy nói là giống như Đức Thích Ca, Phật chân pháp thân do như hư không, ứng vận hiện hình, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Cái chân pháp thân của Phật giống như hư không, tùy vật hiện hình như trăng dưới nước. Thì Đức Thầy cũng vậy, có bóng chứ không hình, hữu ảnh là có bóng mà không hình. Muốn ứng dụng nơi đâu thì hiện ra nơi đó để độ chúng sanh thôi, chứ không có hình tướng sắc màu gì cả. Nhưng mà chớ dân lòng tưởng sân trình. Cái sân trình là cái gì? Ở đây nó có cái nghĩa của nó.
Ngày xưa á, Đức Khổng Tử ra mở đạo, cái đạo rất hưng thịnh. Nhưng mà đến 100 năm sau, cái đạo Khổng Tử lần lần nó suy đồi, thì cái ông Tăng, ông Trình Tử, ông Trình Tử ông ra đời, ông dạy đạo, khách đến dự đông cũng như Đức Khổng Tử. Ông không dám lấy là cửa khổng, nếu lấy cửa khổng thì bằng thầy ông sao, thành ra buộc lòng ông phải lấy là sân trình. Cái sân trình của ông là thay cho cửa khổng. Cho nên Đức Thầy nói câu chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai đó. Tất nhiên là cái đạo, cái biết, cái người nào nhận ra được cái đạo, sống thẳng với cái biết, đó là cái cửa tâm, thì Đức Thầy sẽ đến với người đó. Đức Thầy sẽ khai mở trí sáng suốt, giúp cho mình tu thành công đắc đạo, gọi là sân trình đáo lai. Cái ý nó là như vậy. Dạ, xin cảm ơn ông Năm.